Rồi chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Mình sáng hôm nay tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nữa nha mấy bạn. Cũng công việc như hàng ngày nha mấy bạn. Đây hành trang của mình đây nha mấy bạn. Này cái túi. Mình sợ có dính rắn nước đó, mấy bạn, rồi nó cắn hư dưới hộ hành bỏ chung nó cắn hư mấy bạn. Cho nên mình phải đem riêng ra dưới đây số lưới là mình đem theo, đừng có chỗ ngon mình dặm thêm nha mấy bạn. Còn đây thì là thuốc mình nghe mấy bạn. Thuốc hút chứ cũng không gì cho. Rồi ở khu vực này mình mới ra bà này nha các bạn, khu vực này có hai tay để đi tay đầu tiên này thử coi sao các bạn ơi. Đây có hàng rồi, chết rồi mấy bạn ơi, cũng quá mới vô mở hàng cái đầu tiên dính luôn mà chết, nhắn lãi hết hụn nhắn lãi mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn thấy nhắn lãi này mấy bạn, nó khoảng mấy chấm nhắn lãi này, từ 600 gram nửa ký tới 600 gram trở lên nha mấy bạn. Quá trời nhắn lãi bự luôn mà uổng chết rồi mấy bạn ơi. Bữa nay tình hình này thấy cô bộ có nữa à, mới có kể như con đầu tiên mà chết, mấy bạn thấy nó bự nè, lãi mà bự vậy đó, còn như rắn hổ ngựa à. Lãi này dài cỡ mét mấy à, uổng quá mấy bạn ơi. Cỡ này dùng quê mình gắn lãi này nó lên giá nghe mấy bạn, gắn này cỡ này ở đây có giá lắm mấy bạn ơi. Bữa hổm thì nó đầu mùa có 101, 102, 103, còn bây giờ thì nó được tới 170.000 nha bạn, cứ rồi mình bán là 170.000 đó mấy bạn. 170.000 như gắn này cái mình cũng được gần cả 100.000 mấy bạn. Thì nói chung ở quê mấy bạn, mình đi buổi sáng gì mình kiếm 200-300, còn bữa nào trúng thì 400-500, 600-700 vậy đó mấy bạn, cũng hên xui. Cho nên vậy cũng cuộc sống mình cũng đủ nha mấy bạn, mình ở quê mà cái cỡ đó là cũng được rồi. Rồi thôi vậy mình xin tạm ngưng máy đây nha mấy bạn, do mình đi có một mình lên nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu mà nó có dính mình test lại mấy bạn xem, rồi để mình xử lý nó mới được mấy bạn ơi. Chết rồi. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây đi mấy bạn ơi. Rồi mình lên khu vực mình xài quen thuộc nữa rồi nha mấy bạn. Ở khu này mình có ba tay nha mấy bạn. Đi tới tay tiếp theo sẵn đây mình test dài tới luôn nha mấy bạn. Này cử rồi nó có dính con ngắn lãi mấy bạn, ngắn lãi to. Cử rồi dính tay này nè. Này không dính mấy bạn ơi. Đó. Đi tới trước này luôn nha mấy bạn. Bữa nay thấy cô bộ heo hiu quá mấy bạn ơi, chưa dị chân mới vô tại đầu tiên dính con rồi nó chết ngắt bỏ luôn mấy bạn ơi, con đó xài không được luôn rồi do nó dính cái đó, nó chết hồi lâu. Xong hổm gà mình đi kỹ lễ gắn chết nhiều quá mấy bạn, do trời nắng hay do bị gì không biết, mình thấy nó thọc khúc gì đâu đường nó chết kỹ. Còn trước mặt mình có con tay nha mấy bạn, chà con hèn rồi chết nữa rồi mấy bạn ơi. Con hổ ngựa gần cháy đã thấy ghê luôn, chết nữa mấy bạn ơi. Đây chuột cắn nữa mấy bạn ơi, tiếng bu nữa nè đó mấy bạn, thấy chuột cắn không, quá trời hổ mấy bạn ơi. Cắn này 700-800 gram nghe mấy bạn, ngựa vàng ươm nè rồi kiến bu luôn nè mấy bạn ơi. Ôi ơi chuột cắn nè rồi kiến nó lại nó móc nó ăn luôn nè mấy bạn ơi. Con này mới chết mấy bạn ơi, con này còn xử được, tiếc quá mấy bạn ơi. Cỡ này kiếm con hơi khó, không phải như đầu mùa nghe mấy bạn, nó dính yếu hơn đầu mùa lắm luôn mà gặp tình trạng này nữa nha bạn. Gặp như hai con này nãy giờ cũng ký mấy rồi đó mấy bạn ơi, là mình thấy kiếm cũng được cỡ 200 rồi đó. Kiểu này là không có ăn cắt luôn nha bạn, về đủ hàm đủ rồi mấy bạn ơi. Uổng quá chuột kế cắn bà đó, cái mình này nè, quá trời cỡ này chuột mấy bạn ơi, quê mình chuột dữ lắm. Chuột cỡ này người ta xả lúa rồi cái nó người ta thuốc cho mấy ruộng đó mấy bạn, nên nó không có ăn, có con nó ăn để chết rồi, còn có con nó khôn quá nó không ăn, cái nó gặp mấy con rắn này dính vô lưới cái nó làm liền à, trả thù mà. Thì rắn này lúc mạnh ăn nó, giờ tới nó ăn lại mà. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng máy đây nha bạn, mình xử lý rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Chứ giờ nãy giờ là coi như thành quả là cái như là được có con này đem về còn ăn được nè, còn mấy con kia là gầu nha, thua nha các bạn. Con nãy là mình bỏ rồi. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nha. Buồn quá mấy bạn ơi, nãy giờ mình đi hai con mà chết hết trơn hai con rồi mấy bạn ơi. Chết hết hai con rồi, giờ lại đây mấy bạn gặp cái bãi chiến trường nè. Đó, quậy vậy nè. Rồi cái này người ta xé lấy con rắn đi mất tiêu nè mấy bạn, còn đợi cây đại này khúc nè. Xé bỏ đây một cây nè, đây một cây nè. Chỗ này quậy cũng đỡ dữ mấy bạn, đây gắn gì to lắm nha mấy bạn. Quá tiếc mấy bạn ơi, nãy giờ sao mình đi không gặp hên tàn gặp xui gì được không mấy bạn. Gắn thì cũng bay bắt đi mất tiêu luôn rồi.
ý là mình núp trong lụm vậy nè mấy bạn, mà kể như bẫy tặc còn hay không mấy bạn, xé cắt thôi lấy mẹ ta lưới luôn đi mấy bạn, chứ đi xé anh chiên khúc nè, bạn phải xé cho bỏ hai đài ra chơi già đó nè, đó chơi cắt bứt gì đứng bên cắt đứt bứt bên rồi lấy gắn mất tiêu mấy bạn ơi. Ý là giờ này mình đi là mới có 7 giờ đó nha mấy bạn, 7 giờ mấy rồi, mình đi nãy giờ cũng 7 giờ mấy rồi, mấy gần 8 giờ rồi. Mình đi lúc 7 giờ tới giờ đó mà lội nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi mà vậy đó mà. Nãy giờ hai con mấy bạn thấy là không ăn được nào chứ. Con á thì còn ăn được mà mình cho luôn rồi mấy bạn ơi, cho mấy em chú dưỡng luôn rồi, còn con ngắn lãi thì mình dục rồi, ngắn không ngựa nãy còn ăn được. Để mình đi về tới nhà cũng xịn vậy à, cho mấy ông làm đất ở này thì đất xả xả rồi mấy bạn. Còn ta này thì rồi rồi đó, bị bẫy tặc làm rồi. Thôi mình cũng xin ngưng đây nha các bạn, mình đi tới ta tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn xem. Bữa nay một ngày xui xẻo nhất năm rồi mấy bạn ơi. Thôi mình tạm ngưng đi. Rồi nãy giờ mình lội cũng không dính mấy bạn ơi, lội nãy giờ cũng cả chục tay mấy bạn ơi. Bữa nay cái luồng đầu trên đó dâu dính được hai con mã chết mấy bạn ơi, với một tay bị người ta cuốn cuốn hai tay. Tỷ lệ trên đó bữa nay bốn tay mà bốn con đó mấy bạn, mà ăn không được con nào hết trơn. Một con thì mình cho ông chủ ruộng dặm lúa đó, còn một con thì dục, một con chết sình, còn một con thì bị người ta cắt lưới lấy, còn cuốn hết tay nữa mấy bạn. Ở chảnh như bữa nay nếu đừng có gì xảy ra được bốn con nha mấy bạn. Bữa nay nãy giờ mình cũng thất thu luôn mấy bạn ơi. Đây nãy giờ có mẹ đâu lưới gắt nè, chứ được cái túi nè, chưa có một con nữa mấy bạn ơi. Ngựa chứng rắn nó nở đầu nào nữa mà. Bờ này mình có hai tay nha mấy bạn, để mình đi về tới mình thanh niên mấy bạn ơi. Đây đây một tay nha mấy bạn, dưới đầu này một tay nữa mấy bạn ơi. Để mình đi tới mình test thanh nha mấy bạn, bữa nay chắc thất thu mấy bạn ơi. Bữa nay chắc đi mình đi xe không quá mấy bạn. Ôi có ôi từ xa mấy bạn thấy kìa, đó đã chưa, đã rồi đó, hổ hành nha mấy bạn. À, đã không mấy bạn? Ta lớn này yên đã gì đâu mấy bạn ơi. À, mình thấy gì không? Trời ơi cái điện cây mặn mấy bạn ơi, tình dơn nha mấy bạn, thấy đã không mấy bạn? Con này cũng to nha bạn, con này cũng cỡ được chắc 6 chấm nửa ký 600 gram nha bạn, đã không mấy bạn? Quá thắt mấy bạn ơi, bữa nay giá đi tay tới cuối kiếm vớt giác về con bự bự rồi, chứ cỡ này nè nghe mấy bạn, gắn hộ ngựa hộ hành gắn lãi rồi là con bự bự không nha bạn, mấy con nhỏ nhỏ mình bắt hết đó, còn giờ còn chậm chậm hàng bự bự không đó, mà do nó có một cái là quá trời cỡ này chống mấy bạn ơi, do mấy dân trong vườn còn có ăn, còn cặp mấy rúa hay là dính chủ ruộng đi gặp là gỡ cuốn lứ đồ trơn mấy bạn ơi. Hồi nãy trên đó chỗ tay bứt đó gắn nó bự đó mấy bạn, quá trời nó quậy dùng đó, mình thấy lắng lứt chân gắn nó cầu hàng ký đó. Còn trên kia cũng tay nữa, mà trên kia thì cuốn, trên kia thấy quậy không giữ hung, chắc kia gắn bự hung mấy bạn. Còn cái tay dưới đó đó, tay chỗ nãy mình quay cho mấy bạn xem đó, tại vì khi thấy nhiều khi buồn quá mình cũng không muốn quay mấy bạn ơi, cho nên cũng bị hoài à. Hổm gài mình đi là tỷ lệ gắn chết, nhưng mà gắn bị mắc là nó nhiều hơn cái tỷ lệ mình đem về được cái nhà đó đó nghe mấy bạn. Do tại vì lúa cỡ này người ta đồng lúa người ta đi nhiều nghe mấy bạn, cho nên tỷ lệ quá chạy hao hao lưới mình nhiều lắm, chuột cắn số nữa, rồi gắn bây giờ giờ làm gì chuột quá chạy, chịch cái cắn chịch cắn, gắn còn đẹp quá mấy bạn ơi, gắn mỏng động nghe mấy bạn, đã không đó. Cắn này chắc dính cử sáng bởi vì nó chưa quậy gì hung nữa các bạn, đã không? Chứ còn mà dính lâu cái là nó sậm da gắn hết trơn. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây để mình xử lý nó nghe các bạn, do mình đi có một mình nghe các bạn, như nãy giờ thắt quá mấy bạn ơi. Để giá đây tới cuối dính số nhiều nhiều quay lại cho nó đẹp đẹp mấy bạn xem chơi, chứ giờ quá ít rồi. Thôi cho mình tạm ngưng tại đây, đi tới ta tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Rồi đằng đây mình có một tay nữa nghe mấy bạn, bờ mấy bạn thấy à, trong đó người ta đang xịt xài, đã có một chú đang xịt xài, đây là vuông cá nghe mấy bạn, còn đây là bờ xài. Quê mình thì đa số bờ xài trồng trái cây đâu nghe mấy bạn, ruộng lúa thì trắng giữa, còn xung quanh nuôi cá, còn không nuôi cá thì người ta bằng lúa gì đó mấy bạn, trên bờ thì trồng xài đó. Ô sẽ có hàng mấy bạn, có hàng. Ô dân tay này chấm lỏng mấy bạn nhìn thấy không, đó rộng rộng kìa, lãi nha bạn, lãi to nè các bạn. Trời đã không mấy bạn, đó dính lại nhạm cảm giác gì đó đã thì ghê không bạn, còn gửi quậy trời trời ơi nó vụt luôn rồi mấy bạn ơi, ôi ơi trời xảy luôn rồi mấy bạn ơi,
Bữa nay là một cái ngày xui xẻo nhất năm nha mấy bạn. Rồi nó quậy quậy hơi rồi nó thuộc đây ngang luôn mấy bạn ơi. Rồi thôi cho mình tạm ngưng đây nghe mấy bạn, nó cũng đã đi rồi, tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem, nhà mình chụp không kịp chạy luôn mấy bạn ơi. Sảy à. Rồi mình đi tới đây cũng gần hết lưới nha mấy bạn, lộ quải luôn mấy bạn ơi. Bữa nay nói chung là một ngày tồi tệ nhất trong lịch sử mình đi giăng lưới gắn rồi đó giờ mấy bạn. Chết, dính được mấy con chết hết. Còn được con một nè, bạn nãy nãy là thành quả con nè. Đó. Còn hoàn một chừng nửa kilo rồi đó mấy bạn ơi. Còn lưới thì bẫy tặc thì nó làm đâu cũng hết mấy tay. Mà bẫy tặc cũng ngộ nữa, nó lấy luôn cái lưới mà nó không lấy nghe các bạn, nó xé không à. Nó xé nó bứt nó bỏ hai cái đài lại không biết làm gì không biết. Còn đằng kia thì nó gỡ tay lưới lên, nó cuốn. Nó dở lên đem bờ gỡ gắn ở đem tay lưới văng lại cho mình, bẫy tặc cũng được ha. Mà cái gì văng lại mắc cự lắm mấy bạn ơi, tại nết lưới em mình văng mình biết, còn người khác lại đụng vô chứ mấy bạn thấy chứ văng không có giống như mình được. Rồi đó mấy bạn thấy thành quả con này nè. Sớm giờ đó. Rồi ở đây còn mấy tay đây dạng chẩm nữa nha mấy bạn, không cho tay đó để coi có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Ở đằng đây có con tay nè mấy bạn. Ở đây dính gắn nước mấy bạn ơi. Đây. Nước thì cũng nhỏ các bạn ơi, gắn nước này chừng 300 g hả. Dính mẹ con bự bự đi. Trời ơi, hung xíu cắn mình nữa rồi. Đây, con thấy nằm đây không? Đó, quậy đó. Vậy đó. Ồ hồi ôi. Nước này hung quá nghe mấy bạn. Nhỏ mà hung dữ mày. Thành quả bữa nay à có nhiêu đó rồi nghe. Mèo quá mèo. Bữa nay là khắc luôn nha mấy bạn. Đây dạng trọng giá nó dính con hay con gắn gì bự bự nữa coi chứ dính này thua. Nãy cái tà lưới mà bị xé đó, tà lưới nó gắn bự lắm mấy bạn. Quá trời nó quậy cái vùng luôn, lát nứt luôn mấy bạn, thấy nó cuộn cây cối lên trời. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn. Mình xử lý gắn này xong rồi đi tới ta tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Tại mình đi con mình nha mấy bạn, thông cảm nha. Rồi nãy giờ mình về tới nhà mấy bạn ơi. Bữa nay một chuyến thăm quá thác thu mấy bạn ơi. Đây nãy ra được con gắn nước nè mấy bạn. Với một con hô hành. Rồi bữa nay coi như là chuyến thăm thắt thu nha các bạn. Đúng ra nó trúng đó mấy bạn, nhưng mà vì nó chết. Chết thế còn ăn lãi với con hổ ngựa đó không ký mấy rồi. Lãi chừng 600 g, hổ ngựa cỡ 800 g, 700 800 g nha các bạn. Chết hai con đó. Rồi một con thì bỏ, một con tặng được. Còn nãy mình xảy hết con ăn lãi nữa mấy bạn, nãy có nhìn thấy không? Mình tưởng đâu nó dính rồi, mình ở đó mình quay cho mấy bạn xem chơi, nó tự nhiên tụt cái nó dữ dụt ra chạy cái vượt cái mất tiêu luôn. Mình chụp không kịp, nó nhảy mưa lặn mấy bạn ơi. Cho nên bữa nay thành thắt thu luôn, bữa nay là ngày là nói chung là tệ nhất của mình á. Không có săn được con nào mà to, chân được con hổ ngựa to to thì nó chết. Rồi dư con số lứa thì bị mấy đồng nghiệp hoặc là mấy anh đi ruộng cắm câu ếch, đào chuột rồi nè mấy bạn. Cái làm tiêu hết mấy bạn ơi. Nãy mấy bạn cũng nhìn thấy đó, nãy nó cuốn trên đầu của mình, chảnh gỡ rồi cuốn gì hai ba tay nữa đó mấy bạn ơi. Mà mình không có quay lại, mình quay con tay đó, tại tay đó mình biết ngắn bự quá, mình thấy tiếc mình thôi quay mấy bạn xem chơi thôi, chứ còn mấy tay kia không đáng kể. Tại tay lưới đó mình ưng ra đó, tay đó đợt rồi mình bắt con hổ hành cũng 700 g, 600 g gì đó bạn. Mà đợt trước mình thăm lần mình thấy nó nhắm đài lên, mình nghi con đó gắn bự nên mình dằn đài kỹ xuống, dằn dây viền kỹ xuống, biết chiếc này dính lại thấy quằn quậy một vùng mà biết dính, mà rốt cuộc cũng ấy rồi. Thôi mà bỏ đi mấy bạn ơi, thành quả mình bữa nay được nhiêu nghe bạn. Rồi các bạn xem video nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ để ủng hộ anh em mình có động lực để làm nhiều video hay hơn nha mấy bạn. Rồi thành quả bữa nay nhiêu nha bạn. Rồi cho mình tạm máy bay mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau nha.